Thì Sô xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Thì Sô mời cả nhà mình sẽ cùng đi với Thì Sô đi xuống bãi biển ở ngoài Mũi Né để xem mọi người buôn bán hải sản và những người khách du lịch họ sẽ ăn hải sản ở đây như thế nào ra sao. Và cả nhà mình thấy ở đây là một cái đoạn đường dài, nhưng mà mình thấy là khách du lịch và xe du lịch rất là nhiều. Ở đây là mình đi bằng xuống bằng đường khu du lịch Thùy Dương ở Long Sơn, Mũi Né. Đây có số điện thoại nè, nhưng mà cả nhà mình cứ đi tìm đến đây rồi mình đi vào thôi. Mọi người đi picnic thì được đem theo đồ ăn nè, trái cây nè. Mình nếu mà mình đi picnic gia đình mà xa thì mình đi như thế này, mình vô mình thuê bãi thôi. Thuê bãi để mà đi vào. Trong này thì tha hồ hải sản, nhưng mà hải sản này thì nó ở dạng là bình dân thôi cả nhà mình, chứ nó không phải là hàng cao cấp. Tại sao mình nói là bình dân? Tại vì ở đây là lượng khách bình dân, cho nên là chất lượng hải sản cũng phục vụ theo cách bình dân. Nếu mà muốn mua hàng cao cấp, hàng sang thì mình sẽ đi vào trong những cái quán hải sản dọc ở trên bờ kè. Thế cho nên mình thấy vô đây mình thấy một cái cảnh rất là nhộn nhịp. Ở đây họ cũng bán hải sản cho mình pha chế, hoặc là mình mua từ những người dân lên họ pha chế luôn. Ở đây là nổi than. Này gia đình đi chơi mang than theo đó hả cô, đúng không? Mình thuê bãi là bao nhiêu ạ? 250 hả? 20 mấy chứ, 2 triệu á. 2 triệu hả? Cho một xe hả? Xe. Mình từ đâu đến cô? Quán. Hả? Định Quán. Định Quán Đồng Nai hả? Dạ. Đó, này là nướng gì đây? Nướng thịt. Đem đồ theo. Nướng. Nướng thịt. Rồi, cảm ơn cô, chúc gia đình đi chơi vui vẻ ạ. Ok cả nhà. Đây là khách nè, khách du lịch. Nha, lấy đồ cái gạch nó nổ nó bung nó nổ. Khách du lịch nè. Ăn hải sản. Uống bia. Không biết hôm nay bãi biển là gần hay xa, mình có xuống bãi được hay không? Nhiều món lắm cả nhà. Tôm hùm nè. Ghẹ nè. Hải sản nè. Đây là tôm hùm nè. Đây là ốc hương nè cả nhà. Ghẹ nè. Chị thấy hả? Trang quay trước nha. Quay giới thiệu khách. Đây là hàu. Bán ký hả chị? Cái này chịu không? Chịu 2 hả? 1 ký chịu 2 là chắc 2 con ký, 2 con ký rưỡi hả? Để 3 con ký 1 ký. Vậy cũng được. Em cảm ơn nha. Ok cả nhà. Ủa trời, hôm nay nước cao dữ vậy đó hả? Xế mới cạn nước, bây giờ nước cao quá. Đây là khách du lịch nè, bạch tuộc nè, hải sản. Chịu em lại rồi mà. Ốc sò, bạch tuộc nướng. Ba dĩa sò điện nhiêu tiền? Ba dĩa thịt sò điện bánh tuộc. Ba dĩa sò điện bánh nhiêu đây? Đó, 5 dĩa luôn. Cái canh tư đi. Nhiêu? Một dĩa là 80 ngàn hả chú? 120 ngàn. Đây, 5 dĩa sò điện này, 140 này. 5 dĩa sò điện 140. Mỗi 90 này. Để Tì Sô đi ra ngoài này cho cả nhà mình xem nha. Ở đây là người giờ này họ làm hải sản ở dưới này rồi, nhưng mà nước biển quá trời, sò ốc tôm. Trời ơi. Ui. Này ốc gì đây cô?
nhảy chị, ốc nhảy mấy chục ký chị? 100.000 ký à. 100.000 hả? Ốc nhảy 100.000 cả nhà mình. Này là chưa có công làm đúng không? Làm là tính riêng ha. À, ốc nhảy ngon quá. Mới vô, mới vô luôn này cả nhà mình. Này nước trời ơi, nước lên quá trời luôn. Ô, con bạch tuộc à. Bạch tuộc luôn. Đẹp lắm rồi. Hay à. Ở đây cả nhà mình. Ghi bự không cô? Ghi bự 305kg này, ghi bự này. Ghi 305kg. Dạ không ạ. 300 lít. Không ạ, đây có chị Kim Bu kìa. Đó, ghẹ này cả nhà mình. Ở đây họ lên họ bán. Có thể là họ mua lại của những người đi biển đó. Rồi họ bán. Ở đây là nướng. Ấy à, dạ không ạ, cảm ơn ạ. Ướt quần. Ây à, mình bữa nay nước lớn sớm quá ha. Ở đây cả nhà mình có thể ăn những cái món chiên nè. Tì xù để dành bụng để sáng nay định ra đi ăn mà nước lớn quá. Nước lớn quá. Rồi nước xong rồi. Đó, ra đây thì mình cứ không cần phải mang đồ ăn đâu cả nhà, mình ra đây mua mấy cái món này ăn là được rồi. Mang chi cho nó lít kích. Mấy hôm mà trời mà không có nhiều nước. Đúng rồi. Trời không có nước là mình có nhiều hàng ở ngày để bán. Tối hả? Dạ, tối là nước cạn vui lắm. Bỏ bàn ghế rồi ngồi về nghỉ ăn luôn. À tối đó ha. 12 giờ là nó cạn này. À. Dạ. Buổi tối đây có bán không chị? Có luôn hả? Bữa nào mình ra mình quay bữa tối thử nha cả nhà. 12 giờ. À. Cảm ơn chị. Xin nha. À, nóng lực uống dừa nha cả nhà mình. Đây là nước chấm nè. Dừa nha, 20.000 một trái. Đó, 20.000 cả nhà mình. Trái dừa ngon này, ngọt đó. Dạ. Ở đây uống dừa sim. Dừa sim ngọt lắm. Dạ. 20.000 làm sẵn luôn. Dạ. Cảm ơn ạ. Đây là dọc bãi biển mọi người đi tắm biển. Ơi, rất tiền. Đây là hàng thùng mà. Đây là khách du lịch đang lựa hải sản. 12 giờ nước mới cạn, Tisu đi 9 giờ nước chưa cạn nha cả nhà mình. Khách đang lựa hải sản. Rồi, nói chung là hôm nay mình đi biển mà cho nên là chân ướt đồ luôn rồi. Tôm, mực. À mực thôi. Đổ bên kia, đổ bên kia. Mực bao nhiêu tiền chú? 16.000. 1 ký hả? À ở đây là họ làm sạch luôn nè. Để nấu nè. Ở đây là làm con bạch tuộc nè. Đây mắc mực. Này. Xong rồi nướng ha anh. Ok đây ơi. Mực. Đây đây đây. Cái này của chị riêng, cái đó riêng. Rồi, rồi. À nước đi vô làm đi. Cái chung nước. Con mực này nè, mực nãy chị nói đổ của chị. Cho em qua chút nha. Ở đây thì cả nhà mình họ cũng bán hải sản theo kiểu thao thao như thế này nè. Vừa tắm biển vừa đi mua hải sản dọc ở đây luôn. À, nói chung thì giống như Tisu nói với cả nhà mình đó. Thì ở đây là khu bình dân cho nên là hải sản cũng theo giá bình dân. Còn nếu mình muốn mua mà hải sản tươi sống, tươi nhớt nhợt thì mình phải đi ra ở ngoài bãi sau hoặc là bãi trước hoặc là đá ông địa thì ở đó sống, hoặc là mình đi vào chợ. Vào chợ thì nhiều lúc nó cũng không sống bằng. Đây bạch tuộc đây à. Dạ không, em cảm ơn ạ. Này hôm nay nhiêu ký chị? 100.000 cả nhà mình. Bỏ được 4 ký đi, chừng nước ta lon.
100.000 ký. À, cái này là chưa tính công làm để đi sô đi cứ chào trụ. Cả nhà mình biết làm sao không? Ở đây họ có cái lán như vậy nè, rồi nó không có đều nước á, cho nên là cái chỗ nó lồi nó lõm, nên là mình đi mình mém nữa là mình bị ăn nước nên mình kêu là ai ra ú dụ. Đây là hải sản họ bán húng. Dạ, cảm ơn. Hải sản bán húng, bán thao. Đây là khách du lịch. À, trưa thì khu vực này là nó sẽ rút nước, thì đi chơi nó sẽ vui hơn. Để bữa nào buổi chiều ha, buổi chiều Tisu sẽ chạy ra ngoài này, chở theo mấy đứa nhỏ đi ra đây, rồi đi quay vào cảnh buổi chiều mặt trời lặn ăn hải sản, chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn sau. Chứ còn sáng nay đi ra đây là thôi rồi, không được ăn, tại vì không có nhiều món. Mấy hổm thì Tisu ra, Tisu thấy có nhiều món hơn, hôm nay thì ít món. Ở này là họ bán đây là cái gì, cá gì cô, cá đuối hả? Đuối. À, cá đuối đó cả nhà mình, cá đuối nước mắm me. Wow, đuối. À, bỏ chút xíu tương ớt vô. À, đi lên trên này là cái chỗ mà họ nấu hải sản nè, để Tiên Su đi lên trên này. Nhìn nãy giờ mới thấy. Này là tôm. Tôm này là chắc là luộc sơ qua rồi mới bỏ vô sa tế đúng không chị? Đó, tôm nướng sa tế. Lò bếp than. Nói chung là cũng nhiều giá tiền, nhiều người bán, nhiều người làm, cho nên là tùy cái đôi mắt của mình lựa cái nào nó phù hợp với mình mua thôi cả nhà mình. Lò lửa nè. Đó, rồi nướng xong lần nữa là đi ăn thôi. Mình ngồi ở đây mùi nó thơm lắm. Rồi, ui dạ. Thế mà mỗi lần cả nhà mình nghe Tisu kêu ui dạ là mới bị dắp té hết. Ở đây là cái xe. Này là món gì? Cái này là món xúc xích nướng. Xúc xích cả nhà mình. Đây là khách tắm biển nè, đứng đây để mình thấy suối tiên nè. Đây là cái chú này đang kéo ghẹ đi nè. Bên này là hòn rơm nè. Đó, thì Su hồi nãy đứng xa xa, giờ đứng gần mình thấy không? Hết cây rồi. À, giờ này thì cũng khách tắm biển mà cũng chưa nhiều đâu. Thì Su nghĩ là buổi chiều thì sẽ nhiều hơn. Tại buổi chiều nước cạn rồi, những cái hàng ăn á, họ bày bán ra rất là đông vui tấp nập thì sẽ ok hơn nhiều. Hàng tôm 750, 3 con tôm 750, 250 ngàn con. Tôm này là tôm ở ngoài Nha Trang với lại ở ngoài cái chỗ Bình Ba. Đây là họ bán hải sản nè. À, hải sản. Ủa đi rồi, đi mất tiêu rồi. Này là bán hải sản tươi. Ủa con đó con gì á cô? Dạ cá đuối chị à. À cá đuối à, cá đuối con ha. Dạ đuối con. À. Cá đuối con ăn nó mềm hơn cá đuối lớn. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Cá đuối cả nhà mình. Giá đó là bao nhiêu ạ? 290 một ký hả? 240 một ký hả? À dạ, cảm ơn cô. Ừ. Rồi, nhà mình biết giá rồi ha, để có gì mình đi ra mình mua. Dạ. Dạ, dạ. Hay.
Mình đi hồi nãy giờ mình đi cũng khá là xa cả nhà mình. Đi xong rồi đi quay lại. Coi thử có gì mới hơn nữa không. Tôi muốn đi dọc lên phía trên một chút xíu nữa. Bình thường mà 12 giờ nước cạn là nó ra tuốt ở ngoài này nè cả nhà mình. Thì những cái hàng giống như của chị này chỉ bày ra phía ngoài chị bán. Đông lắm. Bây giờ thì nước nó không có cạn. À, đi qua đây coi pha chế hải sản nè. Nước như vậy mình đi nó cũng hơi bất tiện á, dễ té lắm. Cái này là ốc hương, tôm. Bây giờ đừng có mua gì nữa được, từ nước mặn trong một dương chanh. Đây là món gì đây? À, mực tuột. À, mực nang, mực nang. Tự gì đó khi là thì kỳ quá rồi. Kỳ quá. Ủa cái này lá lá. Mực lá hả? Lá của chị kia, phải là cái này luộc qua rồi hả chị hả? Đúng rồi, trụng sơ qua cho à, trụng sơ qua chín rồi mới bắt đầu. Cái này của ai chị? Của bà kia. Bà kia còn của em đâu? Của em trong đầu. Của em là của nó kia làm gì? Bắt sơ nha, giờ tôi muốn biết. Ba con ha. Ba con muốn gì này đây? Cái công nấu thì bao nhiêu chị? Mấy chục. À. Hấp thì 20 mà nước thì 30. Đó là công mấy cả nhà mình, công nấu. Đây. Ủa chà. Đây là bán đồ ăn sáng, bán bánh canh nè. Bánh canh chả cá nè. Hủ tiếu, mì quảng nè, nước uống nè, đồ chơi nè, nuôi bún phở, hủ tiếu, mì quảng đó. Ở đây là một cái hàng khác để bán nè. Bên này là bán nước này cả nhà mình, nước uống, bán đồ chơi, được đi chơi và có quà mang về, quà là đồ chơi mua mang về. Rồi cô chú anh chị các bạn, hôm nay Tisu xin phép dừng lại cái video clip này ở đây nha. Chia sẻ một chút xíu về hải sản ở Phan Thiết, Mũi Né quê mình. Rồi cái chỗ này là ngoài biển này là biển Mũi Né nè. Thì dọc cái biển này thì chỉ có riêng cái khu Thùy Dương này là mới có những cái gian chòi họ bán dọc bãi biển như thế này thôi. Còn nếu mà mình đi Hòn Râm 1, Hòn Râm 2 thì họ vẫn có cái bãi hải sản, nhưng mà họ bán ở phía trong, bán ở phía trong cho khách du lịch. Cho nên là nếu như mình là khách du lịch, mình không có mua, không có đặt phòng ở trong đó, hoặc là mình không có mua vé xuống bãi thì mình không có được đi vào trong đó. Cho nên nếu mà mình là khách tự do thì mình có thể chọn đây là một cái bãi để mà mình đi chơi picnic một ngày, rồi sau đó mình về lại khu vực rạn để mình thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn mình ở vẫn được. Thì ví dụ một đoàn mà 8 người hay 10 người thì mình thuê một cái xe taxi 7 chỗ ra đây thì khoảng 200.000 đó. Mình ra đây mình chơi cái chiều, mình bắt taxi mình về lại cái chỗ nhà nghỉ của mình thì vẫn được, nếu như mình không có thuê được cái chỗ khách sạn hoặc resort ở ngoài khu vực Mũi Né này. Thì Tisu cảm ơn cô chú anh chị các bạn nãy giờ đã đồng hành với Tisu. Thì hy vọng là cái thông tin này sẽ là hữu ích cho cô chú anh chị các bạn khi mình đi du lịch tại Mũi Né Phan Thiết. Và mình sẽ thấy là Mũi Né Phan Thiết ngày nay thì có rất là nhiều sự thay đổi ha. Đó, nhiều sự thay đổi. Rồi, bye bye cả nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.